Kính chào quý vị, bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam hôm nay, ngày 24 tháng 5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chưa đầy một tháng, Việt Nam vượt 2.000 ca nhiễm, khởi tố vụ án làm lây lan dịch ở Thanh Hóa. Hà Nội, 4 người trong một gia đình ở Time City mắc COVID-19. Bắc Giang kêu gọi khai báo y tế toàn dân. Nữ nhân viên y tế bị phạt 10 triệu đồng vì một câu nói. Việt Kiều mắc COVID-19 lần đầu bầu cử ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Trong ngày 23 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 129 ca mắc COVID-19 mới trong nước, trong đó Bắc Giang có 68 ca, Bắc Ninh có 48 ca, 7 ca ở Bệnh viện Ca Cơ sở Tân Triều, 3 ca ở Hải Dương, 2 ca ở Ninh Bình và 1 ca ở Đà Nẵng. Tính đến nay, Việt Nam có hơn 3.700 ca mắc COVID-19 trong nước, tính riêng số ca mắc tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã hơn 2.100 ca. Có 5 tỉnh, Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết có thêm một bệnh nhân tử vong thứ 42 do liên quan đến COVID-19 là nữ 72 tuổi, có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã 6 năm, tăng huyết áp. 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở, ho tăng dần, không sốt. Ngày 4 tháng 5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tình trạng khó thở tiến triển tăng hơn, được chuyển điều trị tại khoa cấp cứu và hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhiệt đới Cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Bệnh nhân được hội chẩn quốc gia 2 ngày và không qua khỏi, tử vong vào tối ngày 22 tháng 5. Chiều ngày 23 tháng 5, Công an huyện Ngọc Lặc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra trên địa bàn huyện vào ngày 17 tháng 5. Trước đó, vào ngày 19 tháng 5, bệnh nhân N được xác định dương tính với SARS-CoV-2, sau này được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 4.694. Qua xác minh lịch trình đi lại, sinh hoạt của bệnh nhân, Công an phát hiện vào ngày 17 tháng 5, N có ra trạm y tế khai báo và được hướng dẫn cách ly tại gia đình. Tuy nhiên, vẫn không chấp hành nghiêm quy định cách ly, đi ra khỏi nơi cư trú. Kết quả truy vết cho thấy N tiếp xúc với nhiều người, đi nhiều nơi như nhà thuốc, ăn uống. Chiều ngày 23 tháng 5, cơ quan chức năng đã truy vết được 51 trường hợp F1, hơn 600 trường hợp F2 và hơn 1.200 trường hợp F3, trong đó có một trường hợp F1 dương tính. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết vừa phát hiện 4 trường hợp dương tính với COVID-19 mới, hiện chưa rõ nguồn lây, trong đó có một học sinh trường Vinschool Time City. Từ 30 tháng 4 đến nay, bệnh nhân được nhà trường cho nghỉ học tại trường để học online tại nhà. Trong một tháng gần đây, gia đình bệnh nhân không đi du lịch ở đâu, không có tiền sử đi đến các khu vực có dịch trên địa bàn Hà Nội cũng như ngoại tỉnh. Trước đó, ngày 4 tháng 5, Time City có bệnh nhân là chuyên gia người Ấn Độ và trẻ em sinh năm 2018, cũng quốc tịch Ấn Độ dương tính. Vừa qua, trường Vinschool cho học sinh làm xét nghiệm COVID-19, gia đình C cho con làm xét nghiệm. Sáng ngày 23 tháng 5, nhà trường thông báo em học sinh dương tính với SARS-CoV-2, tiếp tục khoanh vùng truy vết. Ngành y tế phát hiện bố và mẹ và em trai của học sinh này đều có kết quả dương tính. Số ca nhiễm COVID-19 không ngừng tăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu và phát động toàn thể người dân thực hiện khai báo y tế toàn dân. Những người không có điều kiện khai báo y tế qua điện thoại thông minh hoặc khai báo trực tuyến có thể gọi điện thoại đến tổng đài 1800 11 19 để được hỗ trợ miễn phí. Đặc biệt, những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19, ngoài việc thực hiện khai báo y tế, cần liên hệ ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. Thời gian thực hiện khai báo y tế trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 đến hết ngày 24 tháng 5. Việc cố tình khai báo y tế với những thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài các ổ dịch đã được phát hiện, Bắc Giang bắt đầu xuất hiện một số ca bệnh không phải là công nhân được phát hiện trong quá trình xét nghiệm sàng lọc. Các trường hợp mới phát hiện đều ở các xã, phường đã được phong tỏa. Ngày 23 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã xử phạt bà Hà Thị Liễu, nhân viên trạm y tế xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp 10 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm. Trước đó, ngày 7 tháng 5, chị Trờ đi từ xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang về quê tại xã Châu Hồng. Khi về đến quê nhà, chị Trờ có ý thức đi ra trạm y tế xã Châu Hồng để khai báo y tế từ Bắc Giang về. Bà Liễu ngồi làm nhiệm vụ tiếp nhận khai báo y tế của người dân. Chị Trờ nói với bà Liễu là về quê có một ngày, ngày mai ra Bắc Giang rồi. Thay vì hướng dẫn và tiếp nhận chị Trờ khai báo theo quy định, thì bà Liễu nói về quê ở có một ngày thì không phải khai báo y tế đâu. Sau đó, chị Trờ không chỉ ở lại quê nhà một ngày, mà ở từ ngày 7 tháng 5 đến nay. Vừa qua, cán bộ chính quyền xã Châu Hồng phát hiện chị Trờ từ Bắc Giang về mà không khai báo y tế, nên có ý định lập biên bản để xử phạt. Tuy nhiên,
Khi làm việc với cơ quan chức năng, chị Trờ đã khai ra lỗi do Bà Điểu. Mặc dù đang được cách ly điều trị bệnh COVID-19, nhưng các công dân vẫn được đảm bảo quyền cử tri. Tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi sáng ngày 23 tháng 5, 36 bệnh nhân COVID-19 đã được tổ chức bầu cử vào tận tay bỏ phiếu cho người đại biểu mình tín nhiệm. Là một trong những bệnh nhân Việt Kiều đang điều trị COVID-19 ở đây, anh Hùng Việt Kiều Cộng hòa Séc cho biết cầm lá phiếu trên tay, anh cảm thấy rất hồi hộp vì lần đầu tham gia bầu cử ở quê cha đất tổ. Anh Hùng gửi gắm: "Trước đây, theo dõi những lần cử tri cả nước đi bầu cử, tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội được đi bầu. Được tham gia bầu cử lần đầu, tôi cảm thấy mình càng có trách nhiệm hơn với đất nước. Tôi mong các đại biểu của nhân dân sẽ đề ra các chính sách quan tâm đến việc làm ăn của kiều bào ở nước ngoài. Vấn đề vệ sinh công cộng ở Việt Nam sẽ thay đổi, đường xá ngày càng khang trang sạch sẽ hơn, ngành y tế sẽ càng phát triển. Người dân Việt Nam đi khám bệnh không phải chờ đợi nhiều mất thời gian, mỗi người đều có một sức khỏe tốt." Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 24 tháng 5 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.